Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may dập áo của vuông nữ mã RN514. Các bạn có thể mua dập tại fanpage Tiệm May Nhỏ hoặc Shopee Thu Hiền 21. Đầu tiên, chúng ta hãy cắt hết các chi tiết của dập ra. Xác định đường biên vải, sau đó các bạn gấp đôi mảnh vải lại. Đặt dập sao cho đường canh sợi song song với phần biên vải. Ổi gấp đôi các sợi dây thân sau. Tiếp tục ổi gấp từ hai phía. May cố định lại. May hai đường chỉ thưa song song để rút nhún cầu vai theo thông số đã ghi trên dập. Đánh dấu lại đường kẻ may chun.
may bọc gập chun cửa tay. May gắn phần dây vào các điểm đã đánh dấu. May cố định phần lót vào chính lại. May một đường chạy dọc phần lót và chính. Ráp hai phần thân sau lại với nhau. Chú ý các nét gạch đánh dấu. Thank you.
may ráp phần lót. May một đường chạy dọc. May ráp lớp chính của thân trước lại với nhau. Và lót các bạn may tương tự. May nối thân trước với thân sau. Đặt phần lót lên và may lại, hai mặt phải của vải quay vào nhau.
may một đường chạy dọc phần cổ. May hai đường chỉ theo song song để rút nhún phần bèo bằng thân trên. Phần bèo thân trước các bạn cũng may tương tự. Khi ráp phần tay và thân, các bạn chú ý các nét gạch đánh dấu trên tay phải trùng khớp với thân. May cố định hai bên nách và sườn lại với nhau.
và lai áo, các bạn may bẻ gập 2 lần 0,5 xăng. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đồ ưng ý.